Như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn tông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Xin kính chào quý cụ, quý bà và anh chị em. Xin đặc biệt giới thiệu với cộng đoàn, hôm nay chúng ta có cha đồng tế là cha Vicente Phạm Văn Đôn. Ngài đang phục vụ ở bên Tổng giáo phận New Orleans. Ngài là em ruột của bác Đảng, là chú ruột của các anh Bình, chị Kim, anh Tuấn trong gia đình. Ngày hôm nay đặc biệt ngài về để mà cùng với gia đình cầu nguyện cho linh hồn Vincent Phạm Văn Đáng trong dịp giỗ 100 ngày. Cha cũng sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn của chúng ta. Xin cộng đoàn chúng ta đón tiếp cha Vincente. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta được đến đây để thờ phượng Chúa, để bày tỏ lòng yêu mến, tạ ơn của chúng ta đối với Chúa là đấng tốt lành, nhân hậu và giàu lòng thương xót. Và tiếp tục này, xin phúc lành của Chúa ban cho chúng ta, gia đình của chúng ta được sống an hòa, yêu thương và hạnh phúc. Sau đây là các chị xin lễ các cháu trong gia đình của bác Đáng và đại gia đình xin lễ giỗ 100 ngày cho linh hồn chú ba Vinh Sơn Phạm Văn Đáng. Anh chị Cương Hạnh xin lễ cho linh hồn Joan Maria mới qua đời ở Việt Nam. Gia đình Thanh Thảo xin lễ tạ ơn và cầu bình an. Gia đình Tú Hạnh xin lễ cho linh hồn Đa Minh, Giuse và Maria. Mọi người xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Joan Maria, các linh hồn tiên nhân hai bên nội ngoại các linh hồn và xin bình an cho gia đình. Bà Kim Trinh xin lễ cho các đảng linh hồn. Anh Quân xin lễ cho linh hồn Giuse giỗ 3 năm. Mọi người xin lễ cầu nguyện cho hai linh hồn Phêrô lễ giỗ. Gia đình xin lễ cho linh hồn Phêrô, Phaolô, các linh hồn tiên nhân và các đảng linh hồn trong luyện ngục. Mọi người xin Chúa cho ngày mai đi mổ được mọi sự bằng an. Mọi người xin lễ cho linh hồn Giuse và xin ơn như ý. Mọi người xin lễ cho ba và mẹ linh hồn Giuse và Maria. Anh xin lễ cho linh hồn Vicente giỗ 100 ngày và linh hồn Giuse giỗ 3 năm. Anh chị Huy Vân xin lễ cho linh hồn Giuse Phạm Bình Đại mới qua đời tại Việt Nam. Gia đình Anh Cư xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Anna mới qua đời. Sơn Dung xin lễ cho linh hồn Lucia và Henry. Gia đình Sáng và Cúc xin lễ tạ ơn Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse. Xin tạ ơn thánh quan thầy Hieronimo, tạ ơn quan thầy Teresa và cầu nguyện lễ giỗ cho linh hồn Joan Baptista. Gia đình Yến Khanh xin lễ cho linh hồn Isabel. Mọi người xin lễ cho linh hồn Anna Đinh Thị Nữ. Mọi người xin cầu bình an và xin mọi sự như ý. Cô Dung xin lễ giỗ 100 ngày cho ba ở Việt Nam, linh hồn Vincente và xin cho mẹ được ơn chết lành. Gia đình xin lễ cho 6 linh hồn Maria, 5 linh hồn Đa Minh và các linh hồn tiên nhân. Mọi người xin lễ cho tâm hồn được bình an. Gia đình xin lễ cho các gia linh hồn. Mọi người xin lễ mừng 1 năm rửa tội. Và mọi người xin lễ cho linh hồn Giuse. Mọi người xin lễ cầu nguyện giỗ cho linh hồn Giuse. John Trần xin lễ. Gia đình Hoàng xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi và tiên nhân. Ông bà Hải xin lễ cho linh hồn Maria. Gia đình Oan Quyền xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại, ba linh hồn Maria, bốn linh hồn Anna, hai linh hồn John Baptista, linh hồn Francisco Xavier Sale, hai linh hồn Phêrô, linh hồn Paulo Vicente và các linh hồn chết trong đại dịch Covid. Chúng ta khiêm nhường thống hối, nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng tham dự cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
thần Thiên Chúa trên cả tầng trời. Xin lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hàng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Trích sách Sáng Thế. Chúa là Thiên Chúa phán: đàn ông ở một mình không tốt, ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Adam để coi ông gọi chúng thế nào. Và sinh vật nào Adam gọi thì chính đó là tên nó. Adam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muôn thú, nhưng Adam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Adam ngủ say, và khi ông đang ngủ, người lấy một xương sườn của ông và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Adam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Adam. Adam liền nói: bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Ôi bên phúc cho người hằng sợ Chúa luôn, đường lối Chúa trên chừng bền tâm dõi bước, nhiều công xứng nay người đường hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lòng hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Cành nho chín thơm ngon chỗ nhiều trái tươi là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Cành ô liu đâm nhiều chồi bướm non đẹp là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung. Ngàn ơn phúc xuống cho người sợ Chúa luôn, từ gì on Chúa thương tình luôn chung phúc. Này ra liêm huy hoàng chủ phú hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung con. Bạn sẽ thấy trao con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lặn xuống dư đầy, bình an Chúa trời trùm kín dân Ngài. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mỗi ngày trong đời sống chung Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, đứng trong một thời gian bị hạ xuống kém các thiên thần là Đức Giêsu, chúng ta thấy người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của người, để nhờ ơn Thiên Chúa, người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng đấng thánh hóa và những người được thánh hóa,
tất cả đều do nguồn gốc, do một nguồn gốc. Vì thế, người không hổ thẹn gọi họ là anh em. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các ông lại hỏi người và về điều đó. Người bảo ông rằng, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bây giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Đức Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thật vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước hết con cảm ơn cha xứ, cha phụ trách cộng đồng cho phép con được chia sẻ trong lễ tốt lành hôm nay. Cũng là như cha đã nói, ông anh ruột mới qua đời trong ngày, và cảm ơn cộng đồng và đặc biệt nghe tiếng hát hay quá đi. Lâu lâu trở lại cộng đồng này, hồi cha Sơn bạn thân nghe vẫn còn hay vi vút lắm. Thành thử ra hôm nay một cái sự rất là hữu nhiên mà nói đến gia đình hay là ly dị. Lại trùng hợp ngày hôm qua con được phép cùng y đồng tế cùng với cha ở bên cùng Arlington đó. Thì nói đến hôn phối ngày hôm qua với ngày hôm nay, thấy nó kỳ cục quá, nó đối chọi nhau quá. Nhưng thôi, cứ vâng lời Chúa đi, mà giảng lời Chúa đi. Thì cái vấn đề ngày hôm nay, kính thưa cộng đoàn, gia đình
và ly dị, đó là hai cái tột đỉnh của thế giới ngày hôm nay. Nó đi vào một cái bế tắc và khủng hoảng. Thế ra bây giờ chúng ta đi ngược lại, nếu nói sáng thế ký thì chúng ta thấy nghe chói tai quá. Mình đặt đi tối thế ký hơn là sáng thế, chả thấy hợp lý thế nào cả. Nếu mà nói ngay Đức Chúa Giêsu đó cũng nói ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Hóa ra và ông đi lang thang không biết có gia đình không, hay là homeless, hay là vô gia đình. Mà nói đến vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo, sao nói có vẻ hơi hắm cộng sản vậy. Thưa quý vị, cứ mở mắt ra nhìn, mở tai ra nghe, mở miệng ra cứ nói. Nó thực tế là ngày bên này như vậy. Gia đình không còn nữa đâu, đồng tình luyến ái vân vân á. Và chúng ta thấy thế nào về gen tính, nó cũng không muốn nam người nữ nữa. Để tôi sinh ra thì tôi muốn nam hay nữ nữa, và tôi muốn hay không muốn sinh ra đó là quyền tự do của tôi. Jean Paul Sartre của văn hào Pháp nói: Chúa cho tôi có quyền tự do, vậy thưa Chúa, tôi có quyền tự do không sinh ra. Cái câu chuyện rất hồi hài khi tôi đi truyền giáo ở Đài Loan. Thưa, nó kỵ lắm, trai cha chọn ngày lành tháng tốt để mai táng hay là cưới xin của con. Vậy thì xin lỗi bà, khi bà sinh ra đứa con á, thì bà chọn ngày lành tháng tốt, nếu không bà lấy băng keo bịt lại. Chị kỳ cười vậy, nó chết cha. Vậy tại sao chọn ngày lành tháng tốt, rồi chọn nam và nữ lại là vô lý nữa. Ngày hôm nay những cái đơn application nó không cần nữa, hay là các xin lỗi phòng vệ sinh không cần để nam nữa. Bình quyền, tôi muốn giới tính thì đó như vậy. Thế ra chữ gia đình nó trở nên vô nghĩa rồi. Thực sự ra chữ Hán, chữ gia cũng là nhà, đình cũng là nhà. Ở Việt Nam quê hương rất mơ mộng nên thêu dệt qua đình, xem ngói trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu, đẹp chưa, quá đẹp. Thế ra những cái câu văn xương từ ngữ nó hoa ngữ quá đó. Hay nói đến gia đình mà ngày hôm qua thường chúc với nhau trăm năm hạnh phúc, nó còn không? Thưa, không còn đâu. Trăm năm, văn chương Việt Nam Nguyễn Du đấy, Nguyễn Kiều đó, trăm năm trong kiếp người ta, chữ tài chữ phận khéo mà ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đến lòng còn hết. Hay nhà Khổng cũng nói như vậy, ông ta: thế ra con người cứ học làm người, học mãi chưa làm người được, trăm năm làm người chưa. Hay nhà Phật cũng vậy: hãy diệt dục đi để trở nên con người, bể khổ như thế này. Nhà đạo nhà ta nói sao vậy? Thưa Chúa, con hãy vác thập giá theo cha mỗi ngày, hy sinh. Quá ra đời thật sự đâu phải là đời nữa, mà khổ. Đời nè, khổ nhục, bể khổ như vậy. Thế ra cứ theo dệt bằng văn chương, ồ, vợ chồng như đũa có đôi, thà rằng nằm chiếu lát có đôi còn hơn nằm trong chăn gấm lẻ loi một mình. Toàn câu văn chương đẹp quá đi. Thưa, không đúng đâu. Văn chương Việt Nam nó là như vậy. Hoặc những câu thơ rất đẹp thêu dệt nên: mình với ta tuy hai là một, ta với mình một và hai. Mà đó phúc âm cũng nói đấy, cả hai nên một. Vừa đọc cái bài đó, bài sáng thế ký hay tối thế ký của anh, hai người nên một, xương và thịt. No. Người nữ bảo bình quyền: đâu, tôi đâu có phải sinh bằng người nam đâu, Chúa mà, cần gì nữa, nói gì nữa. Và nên một đúng hay sai? Thưa, sai. Chúng ta thấy bây giờ đó, hai người nam đến người nam, hai người nữ đến người nữ,
thì tôi còn nhớ lại khi gọi là Hội đồng Gia đình Thế giới ở Philadelphia đó, thì có một cặp mà đồng tình đến ái hỏi Đức Giáo Hoàng Francisco, thưa Ngài là Ngài Đáng Thánh, đó là bình thường là gọi là Holy See hay là Thánh Giáo Hoàng, chứ Thánh nhá. Thưa Ngài, Ngài là Thánh, xin kết tội tôi đi. Nam cân với nam, nữ với nữ đến hỏi. Thế thì ông bảo, thưa các con, tôi không kết tội, tôi cũng là người mà. Đọc Thánh Kinh đi, thì đó, con sẽ biết, tôi không kết tội các anh. Thế là báo chí nó đưa nó theo dệt, quá ra, ông Giáo Hoàng này cũng đồng tình với vấn đề đồng tình luyến ái sao? Và cứ nhìn đi, Thánh Kinh nói như vậy, nhưng mà bây giờ đó, tối thế kỷ rồi, không sáng được. Vậy thì chúng ta thấy cả một thế giới đi vào một cái chỗ bế tắc, thế nào giải quyết về gia đình? Vì tình, về tiền, về tài, chức danh vọng đó, mà chúng ta thường nói, anh đi đường anh, em đi đường em. Và nhà tôi hay nhà em, hay là nên một đó thì vứt đi rồi, một nửa vứt vào thùng rác, không còn nên một mà nửa thôi. Thế là đến vấn đề đi ly dị với nhau. Vậy thì khi vị nghe nói tôi nói trên bài giảng ly dị, thì ở bên Hồi giáo nó có chưa? Có đạo Hồi hay là Taliban, mà quý vị nghe đấy không có đồng tình, không có bình quyền gì nào đó. Người nữ không được làm chính trị, không được lái xe, vân 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 đó. Đến nỗi vào tòa ly dị đó mà người nữ không được đánh môi son nó sớm, và người nữ không được quyền giữ con khi ly dị đó, dòng giữ con khác đi. Thành ra Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị nói thế nào? Thưa quý vị, thế giới ngày hôm nay phải thở bằng hai buồng phổi, buồng phổi phía đông và buồng phía tây, hiểu được không? Thưa, khó hiểu lắm. Đời sống là như vậy. Mà nếu kết thúc ngày hôm nay chúng ta chưa nói chữ ly và chữ dị đó, thì nó cũng giống nhau lắm. Chữ ly là tách ra thôi, dị cũng dị biệt thôi. Hay là ly hôn vân vân. Hán học nó vứt khoa rễ ra. Nó giống nhau mà mình thì cái đồng âm Việt Nam á, muốn đơn thành đồng là hai chữ ghép, vui vui vẻ, đau đau khổ, vân vân. Thế thì có những câu chuyện ly dị rất vui. Thì có hai vợ cặp vợ chồng sống lâu lắm rồi, thế này xin ly dị, nên tòa án nói: thưa bà muốn ly dị ông hay là ông ly dị bà, lý do gì? Bà nói rằng: thưa ông đi hút thuốc lá, uống rượu, vân vân á, ông về ông chửi tôi, la tôi. Thế thì cái ông quan tòa ở bên Đức là Windsor, ông nói: vậy thì thôi, tôi tập cho bà. Nếu bà nghe hay vân vân ở Văn Trưng Á Đông á, Việt Nam á, thì nói nào, thế nào? Ông ăn xả, bà anh em phải quý vị. Lâu lắm tôi còn nhớ câu đó, đúng không thưa ca đoàn? Rồi khói nữa là mấy bà dữ lắm á, thế nào? Vỏ quýt có dày, thế nào? Ai sợ ai? Chả ai sợ ai cả. Và hóa ra ông quan tòa ông bảo: vậy thì bà phản ứng thế nào? Thưa ông nói một tôi nói hai, ai sợ ai? Thế thì quan tòa bảo: rồi bây giờ trước khi ly dị tôi tập cho bà thử coi. Bà về nhà bà đi mua một cái ghế quỳ. Thế bà bảo: được, tôi vâng lời ông. Về nhà bà đi mới quỳ. Đến khi ông đi uống rượu, ông về ông chửi toáng lên á. Không thấy bà này hôm nay sao lạ vậy, không cười. Bà lại quỳ xuống gối: bà làm gì? Tôi cầu nguyện với Thiên Chúa. Thôi đủ rồi, ông bà không nói tiếp nữa. Giống như câu chuyện có một ông cha già Việt Nam dạy hai vợ chồng đó. Đấy, vợ la, chồng uống nước lạnh đi. Nếu còn nói được nữa, không la nữa. Cũng vậy. Cuối cùng thế nào? Ông thấy kỳ lạ quá, ông không nói nữa.
Thế thì bà mới trở lại quan tòa đó. Ứng nghiệm như vậy. Bà quỳ và không nói. Thế ông hết nói. Thế là hai người ôm nhau, không ly dị nữa. Hiểu nhau, sống với nhau. Thưa quý ông bà, anh chị em, cộng đoàn. Vậy ngày hôm nay chúng ta tìm thế nào để giải quyết gia đình ly dị? Tìm ở đất Mỹ không có đâu, thưa quý ông bà, anh chị em. Quý vị thử tìm lên Rome đi. Con đường nào cũng tiến về La Mã thử xem. Giải quyết gia đình và ly dị như thế nào? Thực sự ly dị trong Thánh Kinh hay là trong giáo luật không có đâu. Không thể nói là ly dị. Và Đức Giáo Hoàng cũng được quyền cho. Như Ngài Nguyễn Khắc Hy nhà ta nói, không có đâu. Cái hình ảnh con người đi trở về Môi-se mà thôi. Giải quyết đó nó không phải là hợp thức hóa đâu. Nó chỉ là giải quyết trong phúc âm khi nói đến Môi-se cho quyền như vậy mà thôi. Cảm ơn quý ông bà. Ngày hôm nay chúng ta hãy xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng ta hiểu Chúa, hiểu người, sống trong hạnh phúc gia đình hiện có, đang có và có sau này. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nữa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cá tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, sự chung thủy bền vững trong hôn nhân không những là ý muốn của Thiên Chúa mà còn là ước vọng của con người để gia đình được hạnh phúc. Và chúng ta xin dâng lên Chúa những lời khẩn nài của chúng ta. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Xin cho các vị chủ chăn
luôn nhiệt thành rao giảng giáo lý hôn nhân cơ bản cho bậc vợ chồng trong thời đại hôm nay, để họ biết tôn trọng luật hôn nhân của Hội Thánh, hầu bảo vệ hạnh phúc cho gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa là nguyên nhân và cục đích mọi vật. Xin cho mọi Kitô hữu rõ rằng chính Chúa xây dựng và bảo vệ hôn nhân, nên không ai có quyền phá bỏ những luật lệ Ngài đã truyền dạy, mà biết vâng phục và tuân giữ theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ngày nay, đời sống hôn nhân gia đình đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng do con người lạm dụng tình yêu, coi thường các giá trị nhân bản. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân biết tìm hiểu về ý nghĩa đích thực của tình yêu và khao khát hạnh phúc, để đời sống của họ có ý nghĩa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Gia đình là hội thánh thu nhỏ, xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết trân trọng yêu thương nhau, để cùng nhau dạy dỗ con cái sống đức tin và biết chịu đựng hy sinh, giúp nhau vượt qua những khó khăn trắc trở luôn có trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa tâm tình và ý nguyện riêng của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thánh luyện tâm trí chúng con, để chúng con luôn biết tôn trọng luật hôn nhân Công giáo. Nhờ đó chúng con biết bảo vệ hạnh phúc cho gia đình, an vui cho xã hội, tương lai tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện thi lễ của tôi.
cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính. Xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời và từ cõi chết sống lại. Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nham và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Ad của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhân các tôi tới Chúa là các linh hồn Vincente, các linh hồn John Maria, Damon Yuse Maria, các linh hồn Pedro, Paulo, Lucia, Henry, Hieronimo, Isabel, linh hồn Anna, Maria Anna, John Bautista, Francisco de Sel, Pedro Paulo, Vincente và các đảng linh hồn cộng đoàn chúng con dâng lễ, xin lễ, quý muốn cầu nguyện cho mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đêm trên chiếc chúng con đang nghĩ tâm niệm con sống lại của mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, các bậc sư phụ chúng con đã liệt có thế. Xin cho em trai được vào rồi. Anh sang tôn nhắc Chúa. Chúng con đại xin Chúa dân sống tất cả chúng con cho chúng con được nhận hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Chúa Xe, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh nhất sống đời đời. Chúa con mọi thời đại và với các ngài chúng con tôn kính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta sáng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha đến. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Xin thương xót chúng
Đây xin Thiên Chúa, đây đón xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
trong đồng ăn mình ăn chia cho bệnh nhân. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô, xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trước tiên kính chúc cha với đại gia đình trong dịp giỗ cũng được gặp gỡ nhau trong tình yêu thương ấm cúng của đại gia đình. Và xin những ai đã đặt bàn mua vé cho dạ tiệc thu vàng, xin gặp anh Thành Thomas và ban tổ chức sau thánh lễ để nhận các vé cho các bàn hay là số lượng vé mình muốn đặt mua. Và chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho việc tổ chức dạ tiệc thu vàng tại giáo xứ của chúng ta còn 3 tuần nữa. Được mọi sự bình yên tốt đẹp và được sự an toàn cũng như thành công. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi và nhắc nhở là vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 này, Bên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức vào ngày thứ Bảy đó từ 10 giờ đến 1 giờ cho dịp tổ chức mừng bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin phụ huynh cho các em đến tham dự và chi tiết xin liên lạc với đoàn trưởng và các huynh trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Vào ngày Chủ nhật 2 tuần nữa, vào ngày 17, chúng ta sẽ tổ chức cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ trong tháng 10, tháng Mân Côi. Xin cộng đoàn chúng ta vui lòng thu xếp đến sớm lúc 8 giờ rưỡi để sau đó chúng ta thực hiện cuộc rước kiệu sớm để còn dâng thánh lễ. Chúng tôi kêu gọi trong tháng 10 chúng ta tha thiết trong gia đình là lần chuỗi đọc kinh Mân Côi với nhau. Xin Đức Mẹ phù hộ gìn giữ cho gia đình luôn được sống an vui, hạnh phúc và yêu thương. Đặc biệt chúng tôi kêu gọi là bắt đầu vào tháng 10 và hôm nay là
Chủ nhật đầu tháng 10, trước khi ca kết lễ, sau khi ban phép lành chúng ta hướng về tòa Đức Mẹ, chúng ta đọc ba kinh kính mừng, cụ thể cầu nguyện cho từng người chúng ta, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta và sứ đạo của chúng ta. Xin hết lòng cảm ơn cộng đoàn và tiếp tục kêu gọi chúng ta ủng hộ cho việc phục vụ của nhà bếp bên hội trường Thánh Giuse. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để sau chúc anh chị em đi bình an. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đức bà Maria chọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con.